Ai đã cùng em thầy công nguyện ước, trầu cao mâm quả đưa sang đàn trai đón dầu về. Hồi lúc nhỏ ba em mất và mẹ em mới em không biết vì một gia cảnh nào đó thì mẹ em đi có thể là lấy chồng khác, và lúc đó thì mẹ em mới rủ cho em, nói được là rủ cho em đi chơi công viên. Thì lúc đó thì mà em đến chơi công viên thì quay lại thì không thấy mẹ mình nữa, thì lúc đó hai anh em thì phải đi làm, mà lúc đó thì hai anh em phải đi trên đường suốt mấy ngày trời. Thì lúc đó có một người lạ lắm, nhưng hoặc là có một cô, mà cô đó cô đi xe đạp, cô mới thấy hai đứa bé này tại sao mà chạy trên đường, đi lên đường mà đi qua đi lại mà mấy ngày mà không thấy ăn uống á chị. Rồi lúc đó thì cổ mới thương em, cổ mới hỏi hoàn cảnh của em như thế nào, em mới kể ra đầu đuôi câu chuyện như vậy. Thì cổ mới dẫn tụi em đến là ngay ở công an phường 13 quận Tân Bình, nên được chú công an đó đưa em vào làng ở. Và lúc đó thì em vào làng ở cùng với anh em. Tên thật của em á, tên em thì tên Thành, nhưng mà em hỏi em là Hồng Nguyễn. Và đến với chương trình này em chỉ ao ước rằng thứ nhất là được song ca cùng với chị Cẩm Ly, cái thứ hai đó là em muốn được gặp nhờ chương trình để có thể chuyển đến, nếu mà mẹ em nghe được cái lời em nói như thế này chắc mẹ em sẽ hiểu ra và có thể kiếm lại em. Vâng, chúng tôi cũng hy vọng ước mơ gặp lại mẹ của bạn sẽ thành sự thật. Giờ đây bạn đang ở tại làng trẻ em SOS cùng các bạn trẻ mồ côi khác dưới sự chăm sóc tận tình của một bảo mẫu mà bạn cũng rất yêu quý và cũng gọi là mẹ. Mình đang ở tại làng trẻ bé Gò Vấp, mình lớn lên tại đây với không những là nuôi một mình, có những đứa trẻ khác bất hạnh như mình cũng được nuôi tại đây. Ngay cái tại nơi mình ở đây thì có mẹ và các em cùng với mình, mặc dù đã lớn tuổi rồi nhưng mà mẹ mình vẫn dành hết tình cảm để lo cho tụi mình, lo cho mình và những đứa em khác nữa. Nếu có một điều ước nho nhỏ, mình sẽ ước mẹ được có sức khỏe, có thể sống lâu trăm tuổi để có thể lo cho mình và những đứa khác trưởng thành hơn nữa. Năm nay mình là học về nghệ thuật, mình đam mê ca hát, nghe những cái làn điệu dân ca của chị Cẩm Ly mình rất là thích, và ngày nào mình cũng nghe, mà nghe hoài cũng không thấy chán. Ơi chim sao mồ côi, chim sao mồ côi em thương thì em đợi, đêm trắng cò thang nghe tai tai tê lòng. Chim sáo không về cánh cò mồ côi, em nhớ anh nhiều sao phụ tình em. Ngồi nhớ em anh ngó ngó lên trời, chim sáo không về cánh cò mồ côi, anh nhớ em nhiều sao phụ tình em. Hai em rất là biết chọn cái khúc để mà hát, chọn đúng ngay cái khúc mà gọi là nó có cái cao trào đó, điệp khúc đó, nên là nó phô diễn được hai cái giọng hết trơn luôn. À, giọng của Thủy tốt ghê đó, nhưng mà còn cả hai nhận xét của hai anh này nữa. Bạn Tấn thì cũng hát cũng đầy niềm đam mê, nhưng chỉ có điều là hát cho khán giả xem, hát cho khán giả truyền hình, hát cho ban giám khảo nữa, ngoài cái chuyện song ca hai người phải giao lưu với nhau, thì hầu như trong nguyên một cái đoạn điệp khúc đó bạn chỉ nhìn bạn diễn của mình mà không có gửi gắm cái tình cảm đến với khán giả, đến người xem. Bởi vì khán giả đang xem bạn mà, đang xem đôi song ca này biểu diễn. Chính vì vậy cho nên cái sự chia như thế nào, đoạn nào để giao lưu với người mình biểu diễn, đoạn nào thì để giao lưu với khán giả, thì phải tính để thể hiện cho nó mượt mà và cho nó tròn chỉnh cái phần biểu diễn. Phải không? Thì tất cả những điều đó thì mình có thể khắc phục với thời gian. Nhưng mà trong cái phạm vi của cuộc thi hôm nay, để chọn ra người hát song ca cùng với chị Cẩm Ly, như vậy thì sẽ chúc mừng bạn Thủy. Chúc mừng bạn Thủy lọt vào vòng trong. Và cảm ơn bạn Tấn hãy giữ niềm đam mê của mình với âm nhạc. Bà Đậu ơi, nơi quê nhà, nơi quê nhà em một mình quạnh nghèo, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, đêm nắng đốt, đêm mưa quay. Bên kia bên này, bây giờ tuy gần
tôi cũng thương Lan hết dạ hết lòng, nhưng sợ Lan khổ Lan buồn. Khi có một tấm chồng, tương lai thiệt là tối tăm. Cái chuyện tương lai ai mà biết được, vui sướng hay buồn phiền cũng số phận mà thôi. Hay là tại tôi dốt nát quê mùa, nên người ta bài điều đắn đổi thay. Chúng em xin kính chào ban giám khảo. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thanh Vũ, sinh viên năm 3 của trường Học viện Hành chính, và đây là bạn diễn của em ạ. Dạ, em tên là Châu Quýt Ngân ạ. Hôm nay tụi em hát tặng chị Cẩm Ly một ca khúc như dây tân cổ như vậy, để thể hiện sự yêu mến đối với chị Cẩm Ly. Dạ, và sau đây là phần dự thi của chúng em, để em xin trình bày ca khúc Không Bao Giờ Quên Anh, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang ạ. Tôi viết lên đây với tất cả chân tình của lòng tôi trao anh. Ngày nào đã quen nhau vì chung hướng đời mình cho trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, dù buổi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ quên em. Chị Ly thấy hai người hát rất là tốt, nhất là giọng của Vũ á. Vũ giọng cũng rất là ăn máy đó. Mà cái khúc đầu vô thì anh Bạch em cũng ngỡ ngàng, em tưởng khúc là hai người diễn vô rất là ấn tượng. Cũng vô cùng tự tin nên mới có thể làm như vậy được. Có lẽ là nói xin lỗi, nói lại chúc mừng với lại bạn Lê Thanh Vũ. Rất là cảm ơn Ngân đã tham gia cuộc thi này ha. Ngân cũng rất là hay đó, nhưng mà bởi vì trong cuộc thi thì mình cũng phải có người đậu người rớt phải không? Thì nhưng mà không sao, về nhà cứ cố gắng hát thật nhiều. Biết đâu một cuộc thi khác mình đậu cao hơn thì sao? Phải không? Đừng buồn nha. Rồi bye bye, cảm ơn. Chúc mừng Thanh Vũ. Lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng. Nghe mơ về nhớ thêm, nhớ tháng ngày ấm êm. Nói ra làm sao em tin giùm anh, chú Tư bên nhà chưa theo mừng ăn. Làm gì ai tin anh đi mà ăn, đâu có tới giờ. Hãy tin lòng anh luôn luôn thì chung, sắc son yêu em không phai mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê. Thì giờ để anh lo khá mồi, anh lo kéo cài về nhà thăm em. Anh sẽ vì em làm thơ tình. Cho em làm lại. Đúng rồi, em bắt cao quá vậy. Một chút là lâu đài xây lên không nổi. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làng tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi, tình tú trời cao thành vườn miệng giang, khai lễ đăng quang phú chủ trống đèn, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười vương vương với. Và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Diễn theo bài hát phải không? Tại vì em và bạn Khánh thì rất là yêu chị Cẩm Ly và anh Phước Đại, cho nên là thể hiện sao mà cho giống cái tâm của chị Cẩm Ly và anh Phước Đại. Ủa, vậy là anh đại diễn gì đó hả? Dạ, tại vì bắt chước thì cũng có phần thôi. Tại vì đúng em rồi, cũng đâu bắt chước đúng như giữ, anh. Nó cũng bằng cái chất của mình thôi, dạ. Cái chất riêng của mình thôi, dạ. Rồi. Thì hai bạn đã rất nỗ lực để xây lâu đài tình ái, nhưng mà rất tiếc là... Lâu đài cát đó. Lâu đài đó lại xây trên cát, cho nên là nó không được như mong muốn. Mong rằng các bạn sẽ không từ bỏ niềm đam mê với âm nhạc và cố gắng nỗ lực nhiều hơn, cố gắng hát nhiều hơn.